Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng sớm thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, tôi có đọc một câu chuyện ngắn nói về cách xử sự của người con đối với một người cha. Câu chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa và cảm động. Tôi xin chia sẻ đến quý khán thính giả. Câu chuyện này một người bạn có gửi lên trên trang nhà của tôi, nên tôi xin chia sẻ câu chuyện có ý nghĩa như sau. Bài học để quên lại, đó là bài viết. Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt, khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên trên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta, không giấu vẻ ghê tởm. Nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường. Ăn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẫu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha. Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế. Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về. Lúc ấy một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buộc miệng gọi với theo người con. Ông ta hỏi, anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh đã để quên cái gì đó ở đây không vậy? Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời, không. Thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ? Người đàn ông nhẹ nhàng bảo, có, anh có quên. Anh đã quên lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha. Nhà hàng chìm vào yên lắng. Đó là bài viết mà tôi đọc thấy hay. Ngắn thôi nhưng có ý nghĩa, bài học làm con và bài học cách xử sự của người con đối với người cha khi tuổi về già. Xin chia sẻ đến quý khán thính giả. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.